Chúng ta đi vào cái phần bài tập ở cái bài học về phân thức đại số này. Bài số 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ là đấy, bài của chúng ta có các ý A, B, C, D và E. Ý A là 5y chia cho 7 thì bằng 20xy chia cho 28x. À, thế thì chúng ta nhớ lại cái định nghĩa về hai phân thức bằng nhau nhé. Hai phân thức A trên B bằng C trên D được gọi là bằng nhau nếu A nhân với D bằng B nhân với C. Bây giờ muốn kiểm tra xem hai phân thức này có bằng nhau không thì ta đi kiểm tra cái điều đó. Đấy, ta giải này. Ta có, ta lấy cái tử 5y mà nhân với cái mẫu của phân số kia là phân thức kia là 28x thì sẽ bằng gì nhỉ? 5 nhân với 28 là 88, 40, viết không nhớ 4 này, 52 là 10, nhớ 4, 14 là 140 này, x nhân y này, nên lấy mẫu của cái này là 7 này, nhân với tử của kia là 20xy này thì cho kết quả là 7 nhân với 20 cũng là 140 này, xy. Như vậy là hai cái tích này đều cho kết quả là 140 xy cả. Và do vậy ta suy ra 5y nhân với 28 xy bằng 7 nhân với 20 xy. Đấy. Như vậy thì có nghĩa là hai cái phân thức này bằng nhau thì ta kết luận là vậy. 5y trên 7 bằng 20xy chia cho 28x. Đây là cái ý A nhé. Ý B này, ta phải chứng minh 3xy nhân với x cộng 5 chia cho 2 nhân x cộng 5 bằng 3x chia 2. Thế ta lại sử dụng cái tính chất hai phân thức bằng nhau để kiểm tra thôi. Có này, 3x nhân x cộng 5 là tử của phân thức này này, nhân mẫu của phân thức kia, tức là đây ta nhân với 2 này thì bằng gì nhỉ? 2 nhân với 3x là 6x, tất cả nhân với x xì cộng 5 cho ra kết quả này 6x nhân với x xì cộng 5, 6x nhân với x là 6x xì mũ 2, 6x nhân với 5 thành 30x xì. Tiếp này, lấy mẫu của cái này này, nhân với tử của cái kia này, 2 nhân với x xì cộng 5 rồi nhân với 3x, mà chúng ta nhân 2 với 3x trước này vì phép nhân có tính chất gì? Giao hoán mà, đúng không? Nó bằng 6xy nhân với xy cộng 5 này bằng 6xy bình cộng với 30x, tương tự như trên, đúng không? À, như vậy có nghĩa là suy ra 3xy nhân x cộng 5 tất cả nhân với 2 thì cũng bằng 2 nhân với xy cộng 5 nhân với 3x vì nó đều bằng 6x bình cộng với 30x cả. Do đó ta kết luận hai cái phân thức này bằng nhau, 3x trên x xì cộng 5 tất cả chia cho 2 nhân với x xì cộng 5 bằng 3x xì chia 2. Đấy là phần B. Sang phần C này, phần C
xì cộng 2 chia cho xì trừ 1 thì bằng xì cộng 2 tất cả nhân với xì cộng 1 chia cho xì bình phương trừ 1. Ta cần chứng minh hai cái phân thức bằng nhau, vậy ta lại sử dụng cái tính chất nhân chéo này. Có này, tử của phân thức này là x cộng 2 này nhân với mẫu của phân thức kia là x bình trừ 1 này thì nó bằng, chúng ta đã học cái cách nhân đa thức với đa thức rồi, ta lấy x nhân với x bình sẽ là x mũ 3, x nhân với trừ 1 thành trừ 1x, 2 nhân với x bình thành cộng 2x bình, 2 nhân với trừ 1 là trừ 2. Cuối cùng ta nên sắp xếp mũ của nó theo một cái trật tự từ lớn đến nhỏ này. Đầu tiên là x mũ 3 này cộng với 2x bình này, xong đến trừ đi x này, để trừ đi 2 này. Đấy. Lại có ta lấy mẫu của cái này này là x trừ 1 này. Đấy, mẫu thức của nó nhân với tử thức của phân thức còn lại là x cộng 2 này nhân với x cộng 1 này. Thì bằng gì? Ở đây ta có thể nhân lần lượt hai cái đa thức đầu với nhau để sau đó nhân với đa thức thứ 3, hoặc ta có thể nhân đa thức thứ nhất với đa thức thứ 3 để làm gì? Để tận dụng được cái tính chất của hằng đẳng thức A trừ B nhân với A cộng B với A, đây được hiểu là x, B được hiểu là 1 nhé. Nó sẽ bằng x trừ 1 nhân với x cộng 1 nhân với x cộng 2, hay cũng bằng gì ạ? X trừ 1 nhân với x cộng 1 chính là x bình trừ đi 1, rồi nhân với được bao nhiêu? Nhân với x cộng 2. Hay nó bằng gì? Ta lấy x bình trừ 1 nhân với x cộng 2 này, x bình nhân với x thành x mũ 3, x bình nhân với 2 thành cộng 2x bình. Đấy, trừ 1 nhân với x thì ta trừ x, trừ 1 nhân với 2 thành ra trừ 2. Như vậy ta để ý thấy rằng là kết quả của chúng đều ra là x mũ 3 cộng 2x bình trừ x trừ 2. Đấy, ta thấy chúng bằng nhau. Như vậy nó đã thỏa mãn tính chất của hai phân thức bằng nhau rồi, cho nên ta kết luận vậy x cộng 2 chia cho x trừ 1 bằng x cộng 2 nhân với x cộng 1 chia cho x bình phương trừ đi 1. Đấy là ý C nhé. Đến ý D này, ta phải chứng minh x bình trừ x trừ 2 chia cho x cộng 1 nó bằng x bình trừ 3x cộng 2 chia cho x trừ 1. Thì cũng tương tự như trên thôi, chúng ta lại gì? Chúng ta lại sử dụng cái tính chất nhân chéo nhá. Có này, tử của cái phân thức này, tử thức này là x bình trừ x trừ 2, nhớ là phải đặt trong cái khoảng nhá, nhân với mẫu thức của cái phân thức kia này, tức là nhân với x trừ 1 thì nó sẽ bằng này, sử dụng phép nhân đa thức với đa thức này, ta được x bình nhân với x thành x mũ 3, x bình nhân với trừ 1 thành trừ x bình, trừ x nhân với x thành trừ x mũ 2, trừ x nhân với trừ 1 thành cộng với x này, trừ 2 nhân với x là trừ 2x này, trừ 2 nhân với trừ 1 thành cộng 2 này. Ta viết cho nó gọn lại này, x mũ 3 trừ x bình, trừ x bình thì thành trừ 2x bình, 1x trừ đi 2x thì còn lại trừ x gì cộng với 2, đúng không? Đấy, ta lại có này, bây giờ ta lấy mẫu của phân thức này nhân với
tử của phân thức kia xc cộng 1 nhân với xc bình trừ 3x cộng 2 sẽ bằng x nhân với xc bình sẽ thành xc 3 x trừ đi 3x x nó x nhân với trừ 3x sẽ thành 3 trừ 3x xc bình x nhân với 2 phải cộng với 2x 1 nhân với x bình phải cộng với xc bình 1 nhân với trừ 3x thành trừ 3x 1 nhân với 2 thành cộng 2. Ta viết cho nó gọn này, đầu tiên là x mũ 3 này. Đó, đến x mũ 2 thì đây có trừ 3x mũ 2 cộng với x mũ 2 thành trừ 2x mũ 2. Đến x mũ 1 này, 2x trừ đi 3x thì còn lại trừ x và hạ cộng 2 xuống này. Ta để đến kết quả nó đều là gì? X bình trừ x mũ 3 trừ 2x bình trừ x cộng 2 nhé. Đấy, hai cái này đều như nhau. À, như vậy nó đã thỏa mãn cái tính chất của hai phân thức bằng nhau rồi đúng không? Cho nên ta kết luận vậy x bình trừ x trừ 2 chia cho x cộng 1 bằng x bình trừ 3 x cộng 2 chia cho x trừ 1. Các em tự viết cái câu kết luận đó. Cuối cùng ở cái bài số 1 này là ý E. Ý E này, ta phải chứng minh x mũ 3 cộng 8 chia cho x bình trừ 2x cộng 4 bằng x cộng 2. À, ta nhớ rằng là x cộng 2 cũng có thể được viết lại thành gì? X cộng 2 chia cho 1. Vậy đây cũng là một phân thức đại số. Ta phải chứng minh chúng bằng nhau. Ta lại sử dụng cái tính chất nhân chéo này. Có tử của cái này là x mũ 3 cộng 8 nhân với mẫu của cái kia là nhân với 1 thì được kết quả là gì? X mũ 3 nhân với 1 cũng là x mũ 3, 8 nhân với 1 cũng là 8. Rồi, lại có này, mẫu của cái này nhân với tử của cái kia này, x bình trừ 2x cộng 4 nhớ đặt trong ngoặc này nhân với x cộng 2 này bằng, ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức này, x bình nhân với x thành x mũ 3, x bình nhân với 2 thành cộng 2x bình trừ 2x nhân với x thành trừ 2x bình trừ 2x nhân với 2 thành trừ 4x. Đó, 4 nhân với x thành cộng 4x, 4 nhân với 2 thành cộng 8. Bây giờ ta rút gọn nhé, x mũ 3 ta giữ nguyên này, trừ 2x xin lỗi, cộng 2x bình trừ 2x bình là hết rồi, trừ 4x cộng 4x cũng là bằng 0, hết rồi, và đây chỉ còn lại 8. Ta để ý kết quả hai cái phép nhân này đều cho kết quả là x mũ 3 cộng 8 cả. Do vậy mà ta suy ra x mũ 3 cộng 8 nhân với 1 thì cũng bằng x bình trừ 2x cộng 4 nhân với x cộng 2. À, hóa ra nó thỏa mãn cái tính chất nhân chéo đúng không? Vậy thì ta kết luận hai phân thức này nó phải bằng nhau. Vậy x mũ 3 cộng 8 chia cho x bình trừ 2x cộng 4 thì bằng x cộng 2. Đấy là cái bài số 1 nhé. Ta sang cái bài số 2 ở trong sách giáo khoa này. Bài số 2 nhé.
hỏi ba phân thức sau có bằng nhau không? À, ba phân thức đó là x thì bình trừ 2x trừ 3 chia cho x thì bình cộng x. Phân thức thứ nhất này. Phân thức thứ hai là x trừ 3 chia cho x này. Và phân thức thứ ba là x bình phương trừ 4x cộng 3 chia cho x thì bình trừ đi x. Chúng ta có ba cái phân thức này và cần kiểm tra xem cả ba cái này có bằng nhau hay không. Nếu muốn vậy thì chúng ta kiểm tra lần lượt hai cái một nhé. Ta giải nó như sau này. Bây giờ ta xét hai cái phân thức đầu tiên với nhau cái đã. Xét x bình trừ 2x trừ 3 chia cho x bình cộng x và x trừ 3 chia cho x. Đấy, ta xét hai cái phân thức đầu tiên này. À, muốn biết chúng có bằng nhau hay không thì ta kiểm tra cái kết quả nhân chéo tử cái này nhân mẫu của cái kia có này. X bình trừ 2x trừ 3 nhân với x thì bằng gì nhỉ? X bình nhân với x là x bình 3. Trừ 2x nhân với x thành trừ 2x bình. Trừ 3 nhân với x thành trừ 3x bình. Lại có mẫu cái này nhân với tử của cái kia x thì bình cộng x nhân với x thì trừ 3 thì bằng x thì bình nhân với x thành x thì mũ 3, x thì bình nhân với trừ 3 thành trừ 3 x thì bình, x nhân với x thành cộng với x thì bình nhé, x nhân với trừ 3 thành trừ 3 x và ta viết cho nó gọn lại này, x thì mũ 3 này trừ 3 x bình cộng x bình tức là trừ 2 x bình này, trừ đi 3 x bình. À, như vậy kết quả của phép nhân này đều cho ra là x bình, phải xin lỗi, x mũ 3 trừ 2 x bình trừ 3 x. Đấy, như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Suy ra x bình trừ 2 x trừ 3 mà nhân với x thì cũng bằng x bình cộng x nhân với x trừ 3. Vậy có nghĩa là hai cái phân thức này nó thỏa mãn cái tính chất của hai phân thức bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau x bình trừ 2x trừ 3 chia cho x bình cộng x bằng x trừ 3 chia cho x nhé. Đây là cái điều số 1. Ta đánh mã, đây là cái số 1. Bây giờ ta tiếp tục đi kiểm tra cái phân thức thứ hai và phân thức thứ ba xem chúng có bằng nhau hay không. Xét cái phân thức x trừ 3 chia cho x và cái phân thức x bình trừ 4x cộng 3 chia cho x bình trừ x này. Ta có này. Đấy, muốn kiểm tra xem chúng có bằng nhau hay không, ta lại sử dụng cái kỹ thuật nhân chéo tử của cái này là x trừ 3 nhân với mẫu của kia là x bình trừ dx. Nó sẽ bằng gì? X nhân với x bình sẽ là x mũ 3, x nhân với trừ x thành trừ x mũ 2, trừ 3 x, xin lỗi, trừ 3 nhân với x bình thành trừ 3 x bình phương, trừ 3 nhân với trừ x thành cộng 3 x. Nó sẽ bằng x mũ 3 này trừ x bình trừ đi 3 x bình thành trừ 4 x bình cộng 3x. Rồi, ta lại có lấy mẫu cái này. Đấy, nhân với tử thức kia nó sẽ là x nhân với x bình trừ 4x cộng 3 bằng gì? X nhân với x bình thành x mũ 3, x nhân với trừ 4x thành trừ 4x bình. À, x nhân với 3 thành cộng với 3 x. À, như vậy là hai cái tích này nó bằng nhau vì nó đều cho ra một cái kết quả chung là x bình, x mũ 3 trừ 4 x bình cộng 3 x.
suy ra x trừ 3 nhân với x xỉ bình trừ x nhé, thì cũng bằng x nhân với x xỉ bình trừ 4x cộng 3. Đấy. Vậy thì hai cái phân thức mà ta đang xét này nó thỏa mãn cái tính chất của hai phân thức bằng nhau rồi. Nên từ đây ta kết luận là suy ra x xỉ trừ 3 chia cho x bằng x xỉ bình trừ 4x cộng 3 chia cho x xỉ bình trừ x. Đó, đây là cái điều số 2. Điều số 1 ta chứng minh được hai phân thức đầu tiên ta bằng nhau. Điều số 2 ta chứng minh được phân thức thứ hai và phân thức thứ ba nó bằng nhau. Điều này có nghĩa rằng là cả ba phân thức này đều bằng nhau. Cho nên ta dẫn đến kết luận. Vậy ba phân thức này bằng nhau có nghĩa là x xỉ bình trừ 2x trừ 3 chia cho x xỉ bình cộng x bằng x trừ 3 chia cho x và cũng bằng x xỉ bình trừ 4x cộng với 3 chia cho x xỉ bình trừ đi x. Đấy là kết quả của cái bài số 2 nhé. Bây giờ ta sang đến cái bài tập số 3 này. Câu hỏi của bài tập số 3 là cho 3 đa thức là x xỉ bình trừ 4x, đa thức thứ 2 là x xỉ bình cộng 4, đa thức thứ 3 là x xỉ bình cộng 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba thức đó rồi điền vào chỗ trống. Chúng ta có đây một cái phân thức có tử chưa biết để chấm 3 chấm, mẫu thức là x xỉ bình trừ 16 bằng một phân thức có tử là x, mẫu thức là x xỉ trừ 4. Vậy thì chấm 3 chấm sẽ là cái đơn thức nào, đa thức nào trong ba cái đa thức mà đầu bài cho. Thế bài này chúng ta sẽ có hai cách giải như sau này. Ta giải nhá, theo cái cách thứ nhất, ta sử dụng cái tính chất của một cái của cái phân thức, của hai cái phân thức bằng nhau. Đấy, thế thì ta giả sử cái chấm 3 chấm này là một cái đa thức A nào đấy, chia cho x xỉ bình trừ 16 bằng x xỉ chia cho x xỉ trừ 4. Đấy, thế lúc đó ta suy ra này, sử dụng tính chất của hai phân thức bằng nhau, ta sẽ có đa thức A nhân với đa thức x trừ 4 bằng mẫu thức của cái này là x xỉ bình trừ 16 nhân với x. Hóa ra đa thức A nhân với đa thức x xỉ trừ 4 bằng gì? X xỉ bình nhân với x thành x xỉ 3 trừ đi 16 nhân với x. Đấy, đa thức A nhân với x trừ 4 thì bằng x mũ 3 trừ 16x. À, vậy hóa ra đa thức A sẽ được tính vào gì? X xỉ mũ 3 trừ 16x chia cho x xỉ trừ 4. Đến đây ta thực hiện phép chia đa thức cho đa thức như sau này. X xỉ mũ 3 trừ 16x chia cho x xỉ trừ 4 này. Lấy x mũ 3 mà chia cho x được x xỉ bình. X xỉ bình nhân với x thành x xỉ mũ 3. X xỉ bình nhân với trừ 4 thành trừ 4x. Rồi ta thực hiện phép trừ x mũ 3 trừ x mũ 3 là hết.
trừ 16x trừ đi trừ 4x, tức là thành cộng 14x thì sẽ thành trừ 12x nhé. Ở đây kiểm tra lại một chút nhỉ, trừ 12x, nếu mà lấy trừ 12x thì chỗ này sẽ là, vậy nó ra ra một cá tính nó bị dư đúng không? Ta kiểm tra lại cái đầu bài một chút nhé. X bình trừ 16 bằng x chia cho x trừ 4. X chia cho x trừ 4 ta giả sử ra, tức đó là a này, đây sẽ a nhân với x trừ đi 4 này. Đấy, thì bằng x bình trừ 16 này nhân với x này, chúng ta sẽ có a nhân với x trừ 4 này thì bằng x, ở đây sẽ là x mũ 3 này, trừ đi 16x này, à không sai rồi đúng không? Ta kiểm tra lại cái phép chia đa thức cho đa thức sạch nhé. X mũ 3 mà chia cho x mũ 1 thì được x mũ 2. À vậy ở đây thầy viết sai cái phép chia rồi đấy. Ta kiểm tra, ta chia lại nhé. X xỉ mũ 3 trừ 16 x xỉ, thì ta hiểu là trừ đi 0 hay là cộng với 0 x xỉ bình trừ đi 16x chia cho x trừ 4. X mũ 3 chia cho x thành x xỉ bình. Ở đây sẽ có x mũ 3. Đấy. X bình nhân với trừ 4 thì trừ 4 x bình. Trừ đi thì ta sẽ được là 0 x bình trừ đi trừ 4 x bình thì bằng 0 x bình cộng với 4 x bình, thế này 4 x bình trừ đi 16 x ta hạ xuống. Lấy 4 x bình mà chia cho x thì ta sẽ được là cộng với 4 4x. 4x nhân với x thành 4x. 4x bình. 4x nhân với trừ 4 thành trừ 16x, trừ đi cho nhau ta được kết quả là gì? Bằng 0. À, đây là một cái phép chia hết. Như vậy lấy x mũ 3 trừ 16x mà chia cho x trừ 4 thì ra kết quả là x bình cộng 4x. Suy ra a bằng x xỉ mũ 3 trừ 16x chia cho x xỉ trừ 4 thì bằng x xỉ bình cộng 4x. Đấy. Vậy trong cái dấu và chấm ta phải điền kết quả là x xỉ bình cộng 4x nhé. Đấy là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai, cách hai thì trong ba cái đa thức đã cho đề này sẽ có một đa thức điền kết quả vào đây nó là đúng. Thế thì ta đi lần lượt kiểm tra. Đấy, ta giả sử x xỉ bình trừ 4x, tức là trong dấu ba chấm, chấm ba chấm cần điền vào là x bình trừ 4x chia cho x xỉ bình trừ 16 bằng x xỉ trên x xỉ trừ 4. Vậy sử dụng tính chất của hai cái phân thức bằng nhau, ta sẽ có x xỉ bình trừ 4x nhân với x xỉ trừ 4 bằng x xỉ bình trừ 16 nhân với x, hay tương đương với x xỉ bình nhân với x thành x xỉ mũ 3, x xỉ bình nhân với trừ 4 thành trừ 4 x xỉ bình, tiếp tục trừ 4 x bình, trừ 4 x nhân với trừ 4 thành cộng với 16 x bằng x xỉ mũ 3 trừ đi 16 x, hay tương đương với x xỉ mũ 3 trừ 8 x xỉ bình cộng với 16 x bằng x xỉ mũ 3 trừ đi 16 x. A vế phải và vế trái khác gì cho kết quả khác nhau, vậy đây là điều vô lý đúng không? Hay nói cách khác là hai cái phân thức này không thể bằng nhau nhé. Và do vậy trong dấu ba chấm, chấm ba chấm không thể là x bình trừ 4x được. Ta lại tiếp tục giả sử trong dấu ba chấm, ba chấm lúc này là cái x bình cộng 4 chia cho x xỉ bình trừ 16 bằng x xỉ trên x xỉ trừ 4. Nếu vậy ta sẽ được là sử dụng tính chất nhân chéo là x xỉ bình cộng 4 nhân với x xỉ trừ 4 nó phải bằng x xỉ bình trừ 16 nhân với x, hay tương đương với
x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x trừ 16 bằng x mũ 3 trừ 16x, hay tương đương với x mũ 3 trừ 4x bình cộng với 4x trừ 16. À, đến đây ta không cần phải rút gọn nữa vì tử ta đã gọn rồi, đúng không? À, bây giờ ta quan sát giữa vế vế trái và vế phải. Vế trái là x bình x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x trừ 16. Đấy. Vế phải của chúng ta lại là x mũ 3 trừ 16x. Thế rõ ràng là hai vế này không bằng nhau. Đây là điều vô lý. Cũng có nghĩa là trong dấu 3 chấm không thể là cái đa thức x bình cộng 4 được. Thứ ba, giả sử trong dấu 3 chấm là đa thức x bình cộng 4x. Đến đây em có thể làm động tác kiểm tra hoặc cũng có thể dùng cái kỹ thuật loại trừ. Có nghĩa là nó phải là một trong ba cái đáp án này. Nếu hai cái đầu tiên đã không phải thì kiếm nhiên nó là sẽ là cái thứ ba. Ta có thể lý luận theo cách như vậy cũng được, hoặc ta có thể tiếp tục kiểm tra này. X bình trừ 16 bằng x trên x trừ 4. À, vậy suy ra x bình cộng 4x nhân với x trừ 4 bằng x bình trừ 16 nhân với x, hay tương đương với x bình nhân với x thành x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x bình, 4x nhân với trừ 4 thành trừ 16 x bằng x bình nhân với x thành x mũ 3 trừ 16 nhân x thành trừ 16 x, hay tương đương với ta rút gọn cái vế trái thành x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x bình là hết, hạ trừ 16 x rồi. Vế phải là x, à xin lỗi, đây là x mũ 3 đúng không, x mũ 3 trừ 16 x. Và ta nhận thấy là à, hai vế nó gì bằng nhau, ta ghi chú là thỏa mãn đó. Vậy thì ta thỏa mãn cái tính chất nhân chéo, vậy hai phân thức này phải bằng nhau. Mà hai phân thức này bằng nhau thì ta có thể hiểu là à, vậy thì trong cái dấu bài chấm bài chấm ấy là x bình cộng 4 x. Ta nói rằng vậy đa thức cần tìm đấy là x bình cộng 4x. Rồi, vậy là ta vừa kết thúc các cái bài tập trong sách giáo khoa ở cái bài phân thức đại số.